Rợn người, thịt bò giả như thật của Trung Quốc. Ở Trung Quốc, rất dễ mua phải thịt bò giả. Chúng lẫn cùng hàng thật và được bày bán ở các sạp hàng ngoài chợ, trên mạng hay được chế biến thành món ăn tại những hàng quán. Thủ thuật làm thịt giả càng lúc càng tinh vi, giống đến mức nhiều người khó nhận ra. Đây đã và đang là vấn nạn của Trung Quốc khi số lượng thịt giả ngày càng nhiều và len lỏi khắp nơi đe dọa đến sức khỏe của người dân. Năm 2023, cảnh sát Miên Dương Tứ Xuyên đã bắt giữ 11 nghi phạm thu giữ hơn 900 tấn thịt bò giả đông lạnh. Số thịt bò này được bán trực tuyến và ngoại tuyến với giá thấp, số lượng lớn, thậm chí còn được một số nền tảng trực tuyến quảng cáo là sản phẩm chất lượng cao với giá rẻ. Ở Trung Quốc, thịt lợn, thịt gà, thịt vịt rất rẻ, hơn 10 tệ một cân. Nhưng giá thịt bò lại gấp mấy lần những loại thịt này. Nếu chế biến thành thịt bò thì có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Vì thế, một số cơ sở kinh doanh đã dùng thịt lợn hoặc thịt vịt băm nhỏ, sau đó thêm một lượng lớn chất phụ gia để có hương vị của thịt bò. Ví như kèo giãn thịt, đây là chất phụ gia giúp tăng hương vị và hình thức bên ngoài của thực phẩm. Nó có thể làm cho sản phẩm trở nên thật hơn và khiến mọi người nhầm lẫn với thịt bò thật. Điều đáng nói là những chất phụ gia và chất bảo quản dùng trong những loại thịt băm này rất có hại cho sức khỏe. Cũng có nơi dùng thịt bò hư để hết hàng sử dụng, sau đó dùng thuốc màu che đi những phần hư hỏng, đồng thời thêm hương vị che đi mùi hôi thối để đạt được mục đích giống thịt thật. Loại thịt bò này thường được đông lạnh và ngụy trang thành thịt bò nhập khẩu từ nước ngoài. Ngoài ra, đạm đậu nành cũng là một trong những nguyên liệu phổ biến nhất được sử dụng để làm thịt bò giả. Protein đậu nành được sử dụng mô phỏng cấu trúc sợi của thịt bò, giúp sản phẩm có hình dáng và hương vị giống thịt bò thật. Thịt bò sống còn có thể phân biệt được bằng cách quan sát kỹ các thớ thịt, mùi hay kiểm tra độ đàn hồi, nên số lượng giả ít hơn so với thịt đã được chế biến. Ví như bít tết, bò cuộn, bò om, bò viên, vì chúng đã được xử lý lại nên người bình thường khó có thể phân biệt được.